Hoan nghênh và chào đón các bạn đến với channel của Kamixi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần jean uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần jean đẹp, phong cách thời thượng, hot trend cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamixi các bạn nha. Ở trên màn hình của quý bạn đây thì mình đang có một chiếc quần short jean ngắn. Đây là một trong những sản phẩm rất là thích hợp để các bạn có thể là mặc ở trong ngày hè, nhất là đối với những bạn mà hay đi cà phê hay đi du lịch thì chiếc quần màu này rất xứng đáng để các bạn có thể lựa chọn và thêm em nó vào bộ sưu tập của mình. Về màu sắc thì sản phẩm của chúng ta sẽ là màu xanh biển quát bạc, mài bạc, và kết hợp vào đó chính là một số những cái điểm xước nhẹ như thế này. Nó rất là dễ mặc thôi mà ai cũng có thể mặc được. Sản phẩm này thì sẽ được sử dụng là chất liệu vải jean denim co giãn đàn hồi 4 chiều cực kỳ tốt, mà vải denim là một trong những cái vải mặc rất là mát các bạn nhé, và độ bền của vải denim thì cũng cực kỳ là ok luôn, các bạn mặc thoải mái mà không lo bị phai màu. Ở trên sản phẩm các bạn nhìn thấy rõ ràng những cái đường chỉ may họ may rất là sắc nét, tinh tế, gọn gàng và không có chỉ thừa. Ở phía dưới gấu quần như này chúng ta sẽ có một chút mài đi một chút này, để chiếc quần của chúng ta trở nên nó kiểu cách hơn. Và bên cạnh đó thì với cái màu xanh biển như thế này thì các bạn cũng dễ dàng để các bạn có thể là phối cho mình cùng những chiếc áo thun hay áo phông đều rất là ok. Còn về chất lượng của sản phẩm thì mình đánh giá đây là một trong những sản phẩm cao cấp và nó được hoàn thiện rất là tốt. Đầu tiên về những cái chiếc đinh tán ở đây thì họ làm bằng thép các bạn nhé, và họ làm theo hình nón và đây là làm theo kiểu hình tròn luôn. Chỉ ở trên đây thì sẽ được sử dụng là chỉ dù màu vàng, nó rất là nổi ở trên cái tông nền màu xanh nước biển như thế này. Ở phía đây thì chúng ta sẽ có một số cái sticker để giúp chiếc quần của bạn nó có những cái điểm nhấn rất là nổi bật, mà ở đây là bằng thép các bạn nha. Bên đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái chiếc đinh tán, và ở cái phần túi phụ như thế này thì chúng ta cũng có thêm một cái chiếc tag nữa đây. Phần nút cài của sản phẩm thì mình thấy là cái phần nút cài đây họ làm rất là đẹp, họ làm như kiểu là làm thủ công các bạn nhé, và đây cũng là làm bằng thép luôn, rất là đẹp. Mình xin phép được share đi cái thương hiệu các bạn nha. Khóa của chúng ta thì sẽ được sử dụng là khóa đồng, kéo cực kỳ là trơn tru, mượt mà, các bạn thấy không? Về phía mặt sau sản phẩm của chúng ta thì ở cái phần hông đây chúng ta sẽ có một chiếc tag rất là đẹp. Chiếc tag da này thì họ làm rất là tinh tế, da này thì là da bò chuẩn 100%. Còn ở bên trong đây thì chúng ta sẽ có một cái miếng thép có họa tiết monogram rất là thời thượng, và cái miếng thép này thì họ gắn trực tiếp lên da chứ không gắn trực tiếp vào quần các bạn nhé, các bạn thấy không? Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sử dụng. Phía sau túi quần của chúng ta đây thì nó cũng sẽ được mài bạc cũng như là có một số những cái điểm xước nhẹ đó, và cái phần ở trên góc túi đây chúng ta cũng có một cái họa tiết vừa thêu và vừa có kim loại này, các bạn nhìn rất là sắc nét đúng không? Đường chỉ may dày dặn. Sản phẩm quần jean nam short ngắn cao cấp này thì sẽ có cái form dáng là hơi ôm gọn vào cơ thể một chút các bạn nhé, và các bạn có thể là thoải mái hoạt động trong những cái công việc hàng ngày, các bạn đi chơi hay là đi du lịch thì đều rất là ok. Và để sở hữu cho mình sản phẩm này thì các bạn hãy liên hệ ngay tới Kamixi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới góc màn hình đây. Ngoài ra thì những thông tin khác của bên mình có để ở bên dưới phần mô tả, và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamixi các bạn nhé. Và mình xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn ạ.